Rồi. Dạ thưa anh, bữa giờ công ty của em làm ăn thua lỗ quá. Anh cho anh khất nợ thêm một thời gian nữa nghe. Một lần nữa thôi. Lần này là lần thứ mấy? À! Sao gục mặt xuống hết vậy? Tôi nhớ không lầm là 4 lần tới đây đòi nợ rồi đúng không? 4 hay 5 lần rồi. Tôi đã nói rồi, cho vay là chuyện của mấy bà, trả hay không là quyền của tôi. Khi nào có tôi trả, có cần phải tức căng tan tới đây ngồi trù tôi vậy không? Bây giờ khi nào có tiền trả được không? Mình ơi, má gọi mình. Cúp máy. Không thấy chủ nợ hả? Ủa, mẹ gọi gì vậy ta? Má ơi, mấy anh chị không ai nghe máy hết. Nhớ tụi nó mà không thấy đứa nào về thăm má hết á. Má, đây là cơ hội lần cuối tao cho khất nợ. Nếu còn trễ nữa thì đừng trách tao. Ráng chịu khó chút xíu con. Trời ơi, khổ con tôi. Sao mà ra nông nổi vậy vậy con? Dạ, con không sao đâu má. Do con làm ăn thua lỗ, thiếu nợ người ta mà không có tiền trả, cho nên người ta đánh con đó má. Trời ơi, khổ con tôi. Con, còn cái nhà, sao con không bán trả nợ cho người ta đi con? Cái nhà con cũng đã cầm ngân hàng rồi má. Con không biết sắp tới con sống sao nữa. Nếu như mà con không có tiền trả nợ cho người ta, con không dám ở đây đâu má. Chắc con phải trốn đi đó má. Con ơi, phải tìm cách chứ con. Con cũng hết cách rồi má ơi. Bây giờ chỉ còn có một mình má là có thể cứu con được thôi. Má giúp con nghe má. Má bán cái nhà này đi được không má? Má cho con một ít tiền để con trả nợ cho người ta nghe má. Nếu mà bức bách quá thì cũng phải chịu thôi. Nhưng còn mà con bé ba với thằng Út nữa không đồng ý thì sao? Hai đứa nó có quyền quyết định trong chuyện này mà. Mà chỉ cần má hứa má giúp con thôi, má cứu con thôi. Còn cái chuyện bé ba với thằng Út á, con sẽ tìm cách con nói chuyện với tụi nó. Má giúp con nghe má. Nghe má. Út. Gì vậy? Nhà công chuyện đang đang đê đê. Anh kêu tôi xuống đây làm gì? Thấy thương quá à. Thôi vô trong nghỉ ngơi rửa mặt đi, uống miếng nước rồi anh lắc nói cho nghe. Ủa mà sao anh không vô? Anh chờ con bé ba cái đã. Ê, nó tới rồi kìa. À!
nào đậu xe mất dạy à? Ba, ba chạy xe kiểu gì vậy hả? Chết rồi coi. Kêu chi đây? Thôi vô nhà đi, rồi từ từ anh nói cho Cương nghe. Đi. Chuyện gì? Nói, cho anh 3 phút. Chờ thằng Út vô đi rồi anh nói luôn. Em uống miếng nước đi. Gì? Tôi biết thế nào bà cũng không có đền chiếc xe đạp cho tôi đâu. Tôi bẻ cái kiến chiếu hậu của bà đó. Mày khốn. Ai cho chị đạp xe tôi? Ai? Tôi có chiếc xe đạp. Má sắp bán nhà rồi đó. Hai em, thời gian vừa qua anh làm ăn thua lỗ, cho nên nợ nần chồng chất. Anh có về anh thưa với má, xin má bán hết nhà cửa tài sản để cho anh tiền để mà trả nợ. Nhưng hai em cũng là người trong nhà, cho nên hai em cũng sẽ được hưởng cái phần đó. Ừ, tôi cũng đang cần tiền. Út, Xuyển, em đồng ý. Anh thì anh tính vậy ha. Sau khi má bán hết tài sản đó ra, sẽ chia ra làm 3 phần. Anh là anh lớn mà, anh lấy 30%. Em không đồng ý hả Út Xuyển? Không, em đồng ý. Còn Dương Út nè, anh thấy em cũng bệnh tật, rồi gia cảnh cũng khó khăn, anh cũng sẽ để cho em 30%. Em thấy làm sao? Dạ được chứ. Còn lại 40% thì... Cái gì vậy? Không lẽ bà được 40% luôn hả? Mày câm đi, để anh Hai nói. Anh Hai, em có 3 tiếng đồng hồ nghe anh nói. Bé Ba. Dạ. Anh sẽ để cho em 20%. Gì vậy? Sao tự nhiên tôi có 20% vậy? Em là con gái. Con gái phải con người hả? Nhưng mà em đã lấy chồng rồi, xuất giá theo chồng rồi, cho nên được hưởng 20% là đúng rồi em à. Thì cũng được đi. Tôi con gái tôi lấy 20%. Vậy còn 20% kia chia 3 đứa đi. Bình tĩnh, anh tính vậy nghe. 20% còn lại đó, anh sẽ dành cho cái người mà sẽ chăm sóc, phụng dưỡng cho má. Mà anh là con trai lớn trong nhà, cho nên anh sẽ đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm nặng nề chăm sóc cho má và nhận luôn 20% đó. Cái gì? Đâu có được. Tự nhiên tính tới tính lui cuối cùng anh được 50% là sao? Anh đâu phải dành 20% đó là cho anh đâu. Khi anh rước má về đây, anh phải thuê người chăm sóc cơm nước cho má hàng ngày, lo cho sức khỏe của má, mướn bác sĩ riêng tới thăm hỏi sức khỏe của má hàng ngày. Rồi hai đứa nghĩ đi, một mai này khi má về trời, lúc đó ai là người lo? Có phải là anh không? Cái chuyện ma chay của má, anh không phải đứng ra cán đáng. Anh phải chuẩn bị bao nhiêu thứ từ nhà hoàng cho tới ban nhạc kèn tay, kèn ta, ngay cả cây hòm của má. Anh cũng không có muốn để cho má thua sút ai hết. Anh phải đặt riêng cho má một cái hòm bằng cẩm lai. Cái gì? Cái gì hòm cẩm lai? Tôi á, mua hỏi chùm hương luôn. Chi vậy không có công bằng? Ông lấy 20%, ông kêu cha tôi hả? Không được. Tôi cũng không có đồng ý. Không có đồng ý. Đi. Làm tốn mấy chục mắt của tao. Tao biết thế nào tụi bay cũng vậy mà. Đâu có dễ gì mà tụi bay chấp nhận cái điều kiện tao đưa ra đúng không? Cho nên tao tính hết rồi. Nghe, tao lớn hơn tụi bay mà. Tao có kế hoạch hết. Ok. Giờ vậy. Ba đứa, mỗi đứa sẽ nuôi má trong vòng 1 tháng. Chi vậy? Má ở đâu ở đó ơi? Bán nhà kia cổ được rồi, tự nhiên đem ra nuôi chi không có rảnh. Tụi bận nuôi heo lắm, không có thời gian đâu mà nuôi má. Nếu đứa nào cũng bận thì tao nhận tao nuôi. Tao nhận 20% đó sao bay không chịu? Nuôi được 20% hả? Tôi bị người ta giật tiền góp hết rồi, giờ không có đi thu tiền góp nữa, rảnh lắm, để tôi nuôi má. Heo bây giờ nó cũng bị dịch dữ lắm, tôi có nhiều thời gian lắm, để tôi chăm sóc má cho.
Thì bởi vậy im hết đi để nghe tôi nói. Mỗi đứa sẽ nuôi má trong vòng 1 tháng. Hết tháng bưng má bỏ lên cân, cân thử coi đứa nào mà nuôi má tăng ký nhiều nhất sẽ được 80%. Đứa về nhì 20%. Đứa còn lại không có cái gì hết. Đây là cuộc chơi có hợp đồng chữ ký của 3 đứa hẳn hòi. Dám chơi dám chịu, được ăn cả ngã về không? Không được. Mấy anh chị tính sao vậy? Dù gì cũng là má của mình, tự nhiên để má lên cái bàn cân như là cân thịt heo à? Tôi không có đồng ý. Không đồng ý thì lấy 1% cút về cái chuồng heo của mày. Chốt. Má 42,5 kg. Tụi con làm gì vậy? Dạ không có gì đâu má. Tại vì trước giờ tụi con không có thời gian để mà chăm sóc má. Thấy cũng ăn năn ghê lắm. Sắp tới má bán căn nhà này đi rồi, cho nên là má cũng phải về ở với tụi con thôi. Mà anh em tụi con thì đứa nào cũng thương má, cho nên tranh giành nhau để được phụng dưỡng má. Không biết tính sao, cho nên cuối cùng á, tụi con mới quyết định á, là má sẽ ở với 3 đứa con, mỗi đứa ở 1 tháng. Rồi sau 3 tháng, đứa nào mà nuôi má mập hơn thì coi như mình sẽ có cái quyền chăm sóc, phụng dưỡng má suốt đời đó má. Dạ. Trời đất ơi, có cần phải vậy không con? Má định vậy nè. Tao thích ở đứa này mấy bữa, đứa kia mấy bữa đi vòng vòng vậy là vui rồi. Đâu có được má. Người đời có câu, cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Con không muốn người đời nói câu đó nữa. Con muốn nuôi mẹ cả đời, đặc biệt là con đó. Dạ, má... Tụi con cũng tính toán nhau đâu đó hết rồi. Con là anh lớn trong đám nè, cho nên là con sẽ xung phong nuôi má trước nghe. Để tao nói với con Bơ. Ơ Bơ. Dạ dạ thôi khỏi má, khỏi bơ sữa. Cứ về ở với con trước đi má. Đợi không. Công nhận cái mặt của bà lúc nãy đọc bài thơ đó nhân từ dễ sợ. Ngon lắm nha má. Đây. Bào ngư nấu với đông trùng hạ thảo đó má, bổ lắm. Má cần phải bồi bổ để bù cho mấy bữa đó. Đâu phải cần tới sơn hào hải vị vậy đâu con. Cái này nó không hợp với má. Cứ cơm canh rau à, rồi đậu bắp luộc chấm cá kho. Nhưng mà mấy cái món đó đâu có bổ dưỡng gì cho má đâu. Cái bào ngư này ha, ăn vừa bổ nè, rồi còn mát nữa. Đây, con đút cho má nghe. Há miệng ra nè, con đút nè. Đúng rồi, ngon quá. Thêm miếng nữa nghe, ăn hết cái thố này mới được á. Ủa, má, sao mong vô phòng ngủ đi mà ngồi đây? Con à, cái món bầu ngư của con á, nó không hợp với má. Má ăn nó không có tiêu. Cho nên nó khó ngủ quá à con. Má, má phải ráng vô phòng ngủ đi cho khỏe. Chẳng qua là cái món đó má ăn chưa có quen đó thôi. Chứ má mà ăn quen rồi á, má ghiền, má đòi ăn hoài luôn đó. Thôi, để con đưa má vô phòng ngủ nghe. Đi, đi vô ngủ nè. Nè. Ngủ nha má. Thank you.
Má ơi. Má ở trong này nè. Má sao vậy má? Trời. Má buồn ói quá. Đừng má ra đây, Má đừng có ói giùm con cái. Đồ mắc tiền không má ơi, má ói cái chết tiền con nghe má. Bộ đêm qua má không ngủ được hay sao vậy? Má ói hoài, không có ngủ được. Chắc tại má lạ chỗ cho nên má khó ngủ đó thôi, chứ không phải do đồ ăn của con phải không má? Thôi má ra đây đi, để con làm đồ ăn cho má nghe. Con mời má. Má sao vậy? Bào ngư đó má, mắc tiền lắm đó. Trời ơi, con lại cho má ăn bào ngư nữa hả? Dạ. Mình phải ăn những cái món bổ dưỡng như thế này thì mình mới mau lên ký được má. Minh ơi, Minh. Chị Minh. Có chị Ba qua kiếm anh kìa. Ba kiếm anh làm gì? Em đâu có biết đâu. Em ra coi. Ê Nguyễn. Gì? Cái gì? Mày làm gì vậy? Tao có kế hoạch làm ăn với mày. Tôi đâu có muốn làm ăn với bà. Làm đi. Làm ăn với bà tôi thà làm ăn với mấy con heo còn sướng hơn. Nè, mày không quan tâm ông hai nuôi má làm sao vậy? Anh hai nuôi má như thế nào là chuyện của anh hai. Mắc mớ gì đến tôi? Trời ơi, nuôi heo riết ngu như heo vậy đó. Cái gì? Tao với mày hợp tác, mày đem túc sổ qua bỏ vô đồ ăn của má cho má ăn, má không tăng cân cả gia tài là của tao với mày, hiểu chưa heo? Ông tao không có nói chuyện với mày. Không, tôi không có làm cái chuyện khốn nạn đó. Dù gì cũng là má của tụi mình mà. Má ơi, ở nhà nhớ ăn bào ngư nha má. Ông đi rồi, giờ vô. Ở nhà mày chửi tao khốn nạn. Tao thấy mày tới đây mày tích cực hơn tao. Mày nói nhiều quá, kiếm chỗ vô đi. Làm sao biết má ở phòng nào? Má ơi, má. Cái gì vậy? Vô nhà người ta lén lút mà bà la quang quang vậy? Thì tại tôi thấy nhà nó giống như nhà quan chức chủ, đâu có ai đâu. Mình cứ coi như mình vô mình thăm má đi. Làm gì phải sợ, hiên ngang lên. Má ơi. Trời đất ơi. Má ơi, má. Má ơi, má. Ơi. Ai đó? Má tôi có chữa hả trời? Hả? Má. Ôi sao mày có bị gì vậy? Thằng hai nó cho má ăn nhiều đồ bổ quá nó không tiêu. Ông cho má đi cấp cứu đi coi. Đi má đi cấp cứu đi. Đi đưa má đi cấp cứu. Đem đi. Má. Má ơi má. Má ơi con này má. Bé bơ ra hả? Dạ con này má. Má ơi má thấy trong người má sao rồi má? Má hơi mệt. Bác sĩ nói má bị phát ác. Anh hai. Sao mới đưa má vô đây vậy? Nuôi má làm sao mà nhìn má như có chữa. Má bệnh quá mà anh hai. Mày đưa tự ý vô nhà của anh, đưa má đi mà chưa hỏi ý kiến của anh là anh giận đó nghe. Chưa hết tháng của anh mà. Anh hai ơi, không ấy, bây giờ anh hai cho em mang má về quê nha anh hai. Để em chăm sóc. Nói cái gì vậy? Đến ra. Má. Má thấy làm sao má? Má vẫn khỏe mà phải không? Chắc tại chưa có ăn uống cái gì nè. Con có chuẩn bị đồ ăn cho má rồi.
Bào Ngư. Má, má ơi, má sao vậy má? Má, đừng có ói má ơi. Nuốt vô giùm con, tiền của con không đó má ói như vậy là má ói tiền, ói bạc của con đó má ơi. Để em, hồi đó giờ chưa có biết cái mùi bào ngư nó ra sao. Má, con có hỏi thăm các chuyên gia dinh dưỡng rồi. Người ta nói má không có ăn được thì bây giờ mình chuyển qua uống nha má. Đây nè, con có mua ở đây nhiều lắm, yến xào đó má. Cái này bổ mà mắc tiền lắm, ngày xưa là vua chúa mới được uống đó. Giờ thì con mua cho má uống. Má ơi, má thương con, má ráng uống giùm con nghe má, nghe má nha. Bây giờ con vội quá, con phải đi liền. Má đói, cứ lấy ra uống, ngày uống 2-3 chai hay 5-7 chai gì cũng được hết trơn trời á. Con để ở đây nghe má, nha. Uống giùm con á. Má ơi, có đói á, lấy nước yến con bỏ trong tủ lạnh uống nghe má. Uống càng nhiều càng tốt. Nghe không? Nước yến để trong tủ lạnh. Đi. Quá vậy. Có nào mà có mình má nhà. Lan lấy thuốc sổ bỏ vô yến cho má đi. Tôi thấy tàn nhẫn quá. Má già cả ốm yếu rồi. Bỏ thuốc sổ vô vậy. Sao má chịu nổi? Muốn thắng ông hai không? Gia tài thuộc về tao với mày, bỏ vô 5 năm. Rồi xong chưa? Khoan đi. Chơi thêm gói nữa cho chắc ăn. Trời ơi, mày khốn nạn vậy luôn hả? Chẳng phải em tao tán vô mặt mày rồi. Thì cái thằng này khốn nạn dễ sợ. Chào rồi, bà ba. Má, má chồng toilet ra. Mới chồng toilet ra luôn rồi ạ. Đi quá trời. Má ơi. Trời sao? Ông hai ổng về. Hả? Ông hai ổng về kìa. Má bị sao vậy? Đau bụng. Sao đau bụng? Má uống ba cái nước yến con từ sáng giờ đau bụng quá hả? Rồi giờ sao? Khoan đợi chút cậu nói gì á. Má có uống lộn nước nào khác không? Chứ nước yến con uống mỗi ngày mà có bị gì đâu. Để con thử lại con sao. Ông nói gì ông nghe. Nhưng mà hình như ông đợi uống á. Hả? Vậy là ông dính kèo luôn rồi. Ê, bà leo xuống đi, đổi chỗ cho tôi với. Chịu hết nổi má ơi. Cái gì vậy con? Cái gì vậy con? Má ra liền con cái. Xin lỗi bác, xin lỗi má. Cái gì vậy? Đại đang dành toilet cho má. Cho chị coi với. Mỗi lần mà. Má có gì má này. Má ra con với má. Chịu hết nổi rồi. Con. Má. Con ơi, má đi con. Má dùng má. Đâu? Đó. Má. Ông vô chồng rồi. Má đang đứng chờ. Bà đây rồi, ai đỡ tôi? Ai biết. Cái thằng lúc nào nó cũng sơ sẩy. Hôm bữa ở nhà má đó là cân 42,5 kg.
sau một tháng anh hai chăm sóc cho má còn 41,5 kg, vậy là âm hết 1 kg. Vậy là má tụt ký hả hai? Má vừa ăn vừa ói cái kiểu đó sao mà lên ký được. Chả ra coi Út. Út quên cho chị ba ngồi chút chứ Út. Má, má về với con gái một của má nha má. Mấy lâu nay con bận rộn quá không có chăm sóc má được. Bây giờ má cho con báo hiếu má nha. Tụi bay bày ra cái trò này như con nít vậy á. Này má, cõng má. Đi, đi, con về, ôm con nha. À, cõng về nha. Hai ơi, dầu con nuôi má tụi ký mà vẫn thương con. Mẹ yêu thương ba chở che và chăm lo dạy dỗ, đôi cánh ấy mãi theo con suốt cuộc đời. Tình yêu ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần, để cho con được vút bay lên trời cao. Bay đi mãi suốt cả tuổi thơ, bay đi mãi với những giấc mơ, để chạm đến những ước mơ ngọt ngào. Sẽ nuôi má trong vòng 1 tháng. Hết tháng bưng má bỏ lên cân, cân thử coi đứa nào mà nuôi má tăng ký nhiều nhất sẽ được 80%, đứa về nhì 20%, đứa còn lại không có cái gì hết. Đây là cuộc chơi có hợp đồng chữ ký của ba đứa hẳn hòi, dám chơi dám chịu, được ăn cả ngã về không? Con mời má. Má, sao vậy? Bào ngư đó má, mắc tiền lắm đó. Trời ơi, con lại cho má ăn bào ngư nữa hả? Má, má ơi má. Má ơi, con này má. Bé bơ ra hả? Dạ, con này má. Má ơi, má thấy trong người má sao rồi má? Bác sĩ nói má bị phát ác. Anh hai nuôi má như thế nào là chuyện của anh hai, mắc mớ gì đến tôi? Trời ơi, nuôi heo riết như heo vậy đó. Cái gì? Tao với mày hợp tác, mày đem thuốc sổ qua bỏ vô đồ ăn của má, cho má ăn, má không tăng cân cả và tài lực của tao với mày, hiểu chưa heo? Hôm bữa ở nhà má đó là cân 42,5 kg, sau 1 tháng anh hai chăm sóc cho má còn 41,5 kg. Bây giờ má cho con báo hiếu má nha. Hai ơi, dầu con nuôi má tụi ký nhưng mà vẫn thương con. Em muốn má dễ dây vậy?
má vận động nhiều, nhảy dây nhiều sẽ hao tốn kilo calo. Mà khi hao tốn kilo calo trong người là phải ăn đạm nhiều, sẽ mập, sẽ tăng ký. Kêu má vô ăn cơm. Mời chứ kêu gì. Ừ, mất dạy quá. Con mời má vô ăn cơm. Trời, má vận động xong má ăn tốt quá ha má. Má, má ăn xong rồi má đi chỗ này với con chút nha. Đi đâu? Má, má thương con, má ráng tập nha má. Má ơi, má ráng nha má. Má ráng thở đều nha. Khi nào má nín thở má cho con biết rồi má. Nín thở chết sao vậy? Quay. Thì tôi ăn đi tập bả nè. Không có tập nữa, không ăn luôn. Ăn con miếng mà la hoài khỏi ăn luôn. Trời đất ơi, dằn chuối má tôi luôn trời. Má ơi, ráng lên má. Úi rồi má hay quá, má tôi số 1. Mình lên đất nữa nha. Dạ rồi, ráng ơi. Hay quá bà già số 1. Hay. Ráng lên má. Thôi gán lên má ơi. Má má, ông ấy mình chơi hết nấc luôn nha. Chơi luôn. Rồi má. Trời đất ơi. Ây da. Tạ đè hả? Vợ luôn tán luôn đó. Sao bà lại tán tôi? Vô đây cổ vũ má hay là vô ngủ? Tập mệt rồi tôi ngủ. Ông tập hồi nào? Tập nhiều theo cái cơ bụng nó bự lên không? Người ta tập cơ bụng nhỏ, ông tập sao giờ nó xinh lên vậy? Ôi Hương ơi, Hương ơi, tiếp má Hương. Nó bự là phải bự đều chứ không phải. Mau lên. Ủa cái con gì toàn tan vậy? Con gì kệ. Mau lên hai đứa, mau lên. Trời ơi má, tôi với con gì? Má, chịu hết nổi rồi Hương ơi. Tiếp má. Trời ơi má ơi. Má. Má mệt thôi má không nghỉ. Nó đu như khỉ vậy. Ổn rồi. Tự nhiên nó mới giống khỉ à. Má. Má ăn chuối rồi má. Tôi mà quá. Tội nghiệp quá. Bỏ kẹo xuống. Sở dĩ hôm nay em kêu mình bơi chung với má để má có động lực má bơi. Nhớ nha, em sẽ đến 1, 2, 3. Ai qua bờ bên kia trước sẽ được phần thưởng là một chiếc nhẫn hột xoàn. Hiểu chưa? Hiểu. Bắt đầu mình. Thắng rồi. Ôi con em ơi. Thắng rồi. Đi đâu rồi? Bơi. Thắng rồi. Ôi con. Hồi nãy em chưa có đếm mà. Em mới nói bắt đầu à. Hả? Đúng rồi. Ủa, mới bắt đầu vậy chi trời? Thì bởi chưa đếm. Khi nào mà em đếm 1, 2, 3, bắt đầu. Thì Hương, con mới ví dụ thôi mà, chưa có đếm. Bởi vậy. Mày điên hả? Mày điên hả? Không toàn làm mờ mắt mày hả? Trời đất, quá trời mày điên rồi. Thôi con. Mày nghĩ sao? Mày đi bơi lội mà mày ướt dẹp má tao khô rang. Trời mày điên. Má để con kỳ này con cho nó chết cho rồi đi. Nó ngu quá mà nó mất dạy quá. Mày chết cho rồi. Thôi tội nghiệp lắm mà. Tao xin mà. Quá trời. Mất quá thì con nhảy con hồn. Mất hồn. Trời ơi. Trời ơi mà thằng con. Thằng con để mất dạy. Con để mất dạy mày. Mày quá mày. Thôi bây giờ chị ly dị đi. Mày thôi hồn. Thôi con như con kìa. Mày quá rồi nha. Mày khóc hả mày? Mày khóc hả má? Mày thấy bà mày à? Ông Sơn không có. Bà đạp như con kìa. Anh Diệu Nguyên trả về ba má tôi. Ăn cơm má. Ăn cơm con. Dạ. Chồng mày đâu sao nó không xuống ăn cơm? Ổng uống nước no rồi. Má. Ăn xong á, má lên thay đồ. Con dẫn má ra tiệm hột xoàn Hưng Phát. Chừng nào đi?
Dạ, xin chào quý khách ạ. Chị đang quan tâm sản phẩm nào ạ? Cho chị coi chiếc nhẫn đó đi cưng. Dạ. Đẹp quá, sáng quá. Tính tiền chị đi cưng. Dạ. Dạ, cảm ơn quý khách ạ. Dì về? Chưa, còn cô anh với má đâu? Anh với má có thắng đâu mà mua. Đi má. Đẹp không má? Vậy thôi kêu tôi theo chi trời. Con làm gì đó? Con đang chùi hột xoàn. Trời đất ơi, con có tiền sao con không lo trả nợ cho người ta? Con là thuộc diện nợ khó đòi đó. Nhưng mà ai nợ con là không được à nha. Em ơi. Vậy? Anh buồn quá em ơi. Sao vậy? Anh bị xuống ký nhiều quá. Nhiều ký? Anh 63 kg, bây giờ cân còn có 62 kg thôi. Lao tụi lao không à? Chết rồi. Sẵn dịp có má đây, không mấy giờ mình cân má thử đi. Mình nuôi má cả tuần rồi, con cái báo hiếu nuôi má không lên ký cũng buồn. Ha má ha. Má chịu khó không? Má lên má cân má ha. Nuôi má cả tuần rồi mà sao má lên có 1,5 kg vậy ta? Chắc là má vận động ít quá. Má thương gái má, má chịu khó, má vận động thêm. Mình ăn được nhiều cái, mình tăng cân nha má. Con ơi, má già rồi, xương cốt má giờ nhức mỏi quá à. Chắc má không có tập được nữa. Em à, theo anh nghĩ vậy nè, mấy cái môn kia không có đủ đô. Bây giờ cho má chơi cái môn này mới đủ đô nè. Môn gì? Trời ơi má ơi, hay lắm. Trời ơi, trời ơi. Hay vậy? Trời ơi má ơi. Trời ơi. Thắng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Sút. Yeah. Chạy nữa. Chạy. Đúng rồi. Là má chỉ có bị bong gân thôi chứ không phải gãy chân á. Gãy chân là chết với tôi rồi. Tôi điên ra, dễ sợ luôn. Thôi con, thôi. Tại má với bộ. Tại má sao? Má đã sút vô rồi. Má còn chọc lưu lưu má cỡ. Anh bê bực quá, anh quất. Má vợ anh, má nói vậy hả? Mất dạy không? Bây giờ má bị vậy, đâu có vận động gì được. Làm sao bây giờ? Mà không vận động thành làm sao hao tốn kilo calo. Mà không hao tốn kilo calo thì làm sao mà nạp đạm vô người được. Mà không nạp đạm vô người là làm sao mà tăng cân. Tôi nuôi mẹ tôi mà không có tăng cân. Bây giờ làm sao? Bởi vậy. Bởi vậy nữa. Em ơi, có khách. Còn quỳ đó không mở cửa. Má, con dìu má vô nha. Má đi mình được. Vô đi. Vô đây. Dạ. Em thằng nào mà thịt nó nhiều lắm. Em chào chị. Ừ, nó là nhật mập. Thì anh biết nó mập rồi nhưng mà nó tới đây làm chi vậy? Để vô để hỏi bí quyết làm sao mà nó mập. Nói em. Dạ, bí quyết của em gồm có 3 điều. Nói. Điều thứ nhất là anh chị phải ăn những món có mỡ. Ok. Ok chưa? Ok. Dạ. Điều thứ hai là anh chị phải ăn thịt mỡ. Hiểu. Ok. Ok. Và điều thứ ba, nói chung là mỡ. Mày nói đại chứ mỡ đi, mày gom ba điều làm suy nghĩ muốn chết à. Mày mới khùng hả? Bao quầy treo. Ông có cửa nói chuyện đây hả? Thầy già trắng mặt thôi ơi. Cảm ơn em. Dạ dạ. Vì lý do cái chân má đau cho nên không có vận động được.
Bây giờ má phải ăn chế độ của em đưa ra, đó là phải ăn hết con vịt. Nhưng mà... Đợi con chút. Mày nói gì? Mày biểu nó ngồi đó đợi tao. Ê, tao cho tiền góp chứ không phải tao cho từ thiện. Em ơi, chờ má ăn hết con vịt này lâu lắm. Em cứ đi lo công việc đi, để chuộc lại lỗi lầm. Anh sẽ canh má ăn. Nếu má ăn không hết con vịt, anh mét em. Nhớ mét nha, chứ định giật tiền em. À mà giật tiền em xui lắm. Má, gán hết con vịt nha. Hương ơi, má ăn không hết. Ăn hết. Cái gì? Mày biểu nó ngồi đó, tao ra tao tán vô mặt đó. Nó nói gì? Trời đất ơi, con này lỏng rồi. Em tới rồi. Nghe mùi heo nồng nặc là tao biết mày tới rồi. Út. Sao anh Hai? Anh muốn rủ mày làm một phi vụ. Em không muốn bán ma túy đâu nha. Mày điên hả? Mày nghĩ sao kêu tao rủ mày bán ma túy? Anh rủ mày đi phá con Hương, không để cho nó nuôi má lên ký. Em đâu có thể hại má như vậy được. Út à, muốn làm việc lớn, đôi khi phải biết đại nghĩa diệt thân. Đúng rồi, phải đại nghĩa diệt thân. Ông trời cũng đồng tình với mình. Đồng tình cái gì hả? Hai thằng bất hiếu, tránh ra cho tôi quét rác coi. Nếu không á, tôi tống hết mấy cái bụi vô họng bây giờ. Mở cửa coi. Mở cửa coi chồng. Em kêu mở cửa làm gì trộm nữa vậy? Lâu có chạy mới chứ, chạy tay bị té đó chứ, mới lâu quá chứ. Trời, má ăn giỏi vậy? Ừ, anh kèm má mà. Ai ơi. Ủa, em mới làm tóc vậy hả? Làm tóc gì? Mới nắm đầu nó lộn đó. Người ta đánh em hả? Nó giật tiền tôi, nó giật đầu tôi, vừa giật đầu tôi giật tiền lại liền. Em hay quá à. Ở vậy, nè. Đây là phần ăn kèo của má. Má ăn không làm gì không hết. Đâu tử. Ừ, nè. Được rồi, để má ăn kèm cho. Em đi nghỉ đi, tại vì mới bị đánh mệt á. Không, em đánh người ta em mệt, em đi nghỉ. Coi má đó. Ôi già, quỷ cái nó quánh đau quá đau. Thấy chưa, tôi nghi lắm mà. Sao cho nên cuối cùng á, tụi con mới quyết định á là má sẽ ở với ba đứa con, mỗi đứa ở 1 tháng. Rồi sau 3 tháng, đứa nào mà nuôi má mập hơn thì coi như mình sẽ có cái quyền chăm sóc phụng dưỡng má suốt đời đó má. Dạ. Má. Ủa, Út mới qua ha con? Dạ, con nghe nói là má bị đau chân nên con qua con thăm má. Đỡ rồi con. Đỡ rồi hả má? Ừ. Tốt quá, con có quà cho má nè. Ừ, quà. À, chàng ơi, chú còn xanh lè con, chưa có chín. Con biết mà, má cứ giữ đó đi để phòng khi hữu sự. Con. Chị ba đâu rồi má? Mới đâu đây nè, chắc đi đòi nợ rồi đó con. Vậy hả má? Ừ. Lúc này má làm sao rồi? Má hả? Dạ. Nè, khỏe.
chị ba con á, nó mua cái nước bổ dưỡng gì á cho má uống. Má nước... uống mà ăn được ngủ được cho nó mới khỏe vậy con. Nước bổ dưỡng hả má? Con uống má vừa má lấy cho con. Thôi thôi, đây má làm dạ. Đi má làm đi. Để con vô con coi coi chị ba cho má uống thuốc gì ha. Ê ê, má ơi, phải mấy cái chai đen đen trong tủ lạnh không má? Đúng vậy. Mọi chuyện sao rồi? Thành công chứ? Cuối cùng thì em cũng đã bỏ thuốc được vô những chai thuốc bổ. Mày giỏi lắm Út. Anh hai, không biết cả ngày hôm nay em ăn cái gì mà em chột bụng hoài. Sao vậy? Anh hai chờ em chút nha. Vậy mày ổn chưa? Tạm ổn. Ừ. Nói chung là anh hai cảm ơn mày nghe. Lần này má cũng phải giảm ít nhất là 20 kg. Người giảm là em nè. Trời ơi, sao nước cứ càng ở qua đầu tôi hoài vậy? Mày có ăn uống gì bậy bạ không đó? Không có ăn gì hết. Chết cha, có khi nào em trúng chưởng của bà Trần không? Làm sao? Lúc mà em bỏ thuốc xong ra đó, em ra tới cửa em gặp bà thì Út. Chị ba. Chị đâu vậy chú Út? Qua thăm má. Thăm má xong báo chị. Thì giờ ba biết rồi đó. Thăm má rồi, giờ tôi về. Út. Gì? Sao kêu mặt xanh lè vậy? Đó giờ tôi bị bệnh mà. Ba biết rồi, hỏi làm gì? Chị có mua mấy chai thuốc bổ cho má. Em cầm chai uống đi. Giữ sức khỏe nha. Đóng cái cửa không chị? Mày ngu quá. Mày qua bên đó thì phải đề phòng cô Hương chứ. Đâu biết đâu. Được rồi, lần này để tao ra tay. Tao mà làm là chỉ có thành công thôi. Mày coi nha, kỳ này má chỉ còn là da bọc xương thôi. Mày thấy không, ông trời đổ mưa đang mừng chiến thắng của tao đó. Tránh ra cho tôi tới cây nè. Đồ bất hiếu, thế nào cũng bị trời đánh hả? Chết cha, em phải né anh hai, chúng hơi bị đánh lây. Chán thiệt chứ, nuôi má cho ăn chất béo quá trời mà sao lên có nửa ký, tổng cộng là có 2 kg à. Giờ sao ta? Tại cơ địa của má nó không có tiếp thụ được tốt. Con, má thấy người ta đó, ta vừa ăn, ta vừa uống bia, mau lên đúng con. Ha, ý kiến này hay á. Mỗi một ngày con sẽ cho má uống từ 1 tới 2 lon bia. Nửa thùng đi. Đồ mạnh dữ. Má, mời má ngồi. Vợ đi đâu? Dạ vợ con mới đi thu tiền góp, chiều nó mới về. Má yên tâm đi. Má ơi, con thương má quá. Nhờ má mà con có bia con nhậu. Đã đi. Tao cũng nhờ bay. Dạ. Nhờ bay bày ra cái trò đá banh. Rồi mới giả bộ bị đốn chân má. Dạ. Để tao khỏi giận động nặng. Má ơi,
má chịu khó má băng nha, má băng cái chân hoài nha, má mà tháo ra mà vợ con mà biết được nó cạo đầu con bằng búa luôn á, dữ lắm á má. Mà bay hả, em nhớ rồi, dịch à, bay ăn vậy còn có bộ xương không à, rồi á mỡ thì bay ăn hết trơn, trời nửa thùng bia một ngày. Trời ơi con, vậy chứ bay còn thèm cái gì nữa không? Má biết không? Ừ. Mấy món khác mà cu má là con ăn hết luôn. Ờ, thì ăn đi. Má. Hả? Gì đó? Hả? Gì vậy? Nói gì vậy? Uống đi má. Sao mà uống? Cháu uống. Uống đi, uống đi. Uống đi. Uống bia, nhậu đi, trời ơi. Nhậu đi. Má uống đi, bay uống, tao đi uống bia. Má uống chứ, con uống hồi nào mà. Má uống. Vợ con về ra. Về. Ông quá trời ông. Má uống quá trời. Ừ. Nhờ tôi bị giật hụi, tôi về sớm cho nên tôi mới biết hết mọi chuyện. Má. Má. Con thương má. Con nuôi má. Con muốn má tăng ký để má sống đời với con. Vậy mà nỡ lòng nào má toa rập với con rể mà. Má lừa gạt con. Con buồn lắm. Ngồi xuống đó Hoàng ơi. Mày thấy bà rồi Hoàng ơi. Bây giờ tôi biết tại sao má tôi ăn thịt mỡ mà ông mập. Bây giờ tôi nhéo lỗ tai ông mà còn có mỡ nè. Mình đứng kế ăn chảy mỡ. Tôi tưởng ông đứng kế tôi phải lạnh gáy chứ. Tại sao kỳ nào tôi về tôi cũng thấy má đang ăn mà. Nhưng mà trước đó. Mở cửa coi. Mở cửa coi cháu. Má ơi, vợ con về. Má, má ăn đi, má ăn đi. Má ăn đi má, ăn đi má. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Má tôi liếm có cái đầu vịt à. Còn nguyên con vịt ông cả. Ơi. Tôi nghi lắm rồi. Không có bà già nào mà cạp được con vịt như vậy. Ông cạp y như chó bẹt rê mà nó giật màu vậy. Hả? Ông gài má tôi. Má tôi uống một lon là xỉn rồi. Ông nghĩ coi tướng ba bằng cái bắp đùi không à. Mà ông gài 15 lon nữa thùng. Thèm gì mà thèm dữ vậy Hoàng. Ăn tới nay 10 con vịt rồi Hoàng. Trời ơi, kỳ này tôi giết ông Hoàng ơi. Em ơi, tính toan khách tới ngồi đó anh mở cửa tôi ra tôi toan nó xong tôi vô tôi tính lần. Trời ơi, trời ơi, chị ba đâu ạ? Dạ em lên thăm má, với lại em có mang chút đậu bắp sau vườn cho má ăn nữa, tại má thích ăn cái đậu bắp này lắm. Để mang lên cho má nha chị. Cái gì vậy? Dạ. Trên đây thứ gì mà không có. Em thôi đi về đi. Chị ba. Má đâu rồi em? Má bệnh rồi anh. Anh có nghe Út nó nói chân má bị đau, cho nên cầm chai thuốc bổ qua cho má. Vô đi anh. Mời anh. Đầu bị gì vậy? Trời quánh á. Mày vui lắm mà. Dạ đâu có. Anh em trong nhà muốn thân với mày cũng thân không được luôn á. Uống nước đi anh hai. Cảm ơn, tao không uống. Anh em với nhau sống mà không tin nhau gì hết. Anh làm tôi tổn thương quá. Bước vô cái nhà này cảm giác không có an toàn. Không có dám ăn uống cái gì hết.
Thậm chí là nãy lúc ngồi xuống đó còn sợ ghế bị rải đinh nữa. Thôi được rồi, anh không tin tôi nhưng mà tôi lúc nào cũng tin anh hết. Má đâu rồi? Để cho má uống thuốc nè. Má bị bệnh truyền nhiễm. Uống thuốc phải không? Nắp đúng không? Con nói với Hường Hai á, má cảm ơn nha. Dạ. Uống miếng nước đi. Tôi không uống. Trọng. Ừ. Trọng. Nghe nè. Mình gọi anh. Cái gì không mình? Uống nước đi. Không, anh khác tự anh rót nước. Uống. Cảm ơn mình. Ừ. Ai giống anh Hai vậy? Anh Hai chứ ai? Vì cái tóc béo béo nhìn không ra. Chơi đi. Rồi, anh đi nha mình. Tới nhà em gái không uống được ly nước sao? Tao sợ gì mày mà không uống. Ghê đó. Anh Hai tới rồi hả? Thành công không anh Hai? Anh Hai mày mà. Một khi tao mà đã ra tay, đương nhiên là thành. Chờ tao chút. Ê. Có khi nào anh dính trưởng của bà Trăng không? Tao đâu có ngu như mày. Tao là tao không không chịu được nữa rồi. Cái gì mà cứ nhảy qua đầu tôi hoài vậy trời? Em chắc chắn là anh đã dính trưởng của bà Trăng đó rồi. Tao là người thông minh. Ông tưởng ông thông minh hơn tôi hả? Tôi biết mưu đồ của ông từ lúc ông bước vô nhà của tôi. Ông cầm chai thuốc, ông định hại má hả? Ông tưởng người uống là má hả? Ủa? Vậy ai ở trong phòng? Anh Hai mua thuốc bột cho má. Đưa đây. Con nói với Hường Hai á, má cảm ơn nha. Dạ. Trời ơi, chồng mày tài năng cỡ đó luôn đó hả? Trời, ổng là talent diễn xuất mà. Rồi ông tưởng cái ly nước ông uống á. Nè, mày đừng có nói với tao là mày lén bỏ cái gì trong cái ly nước đó nghe. Không nghe. Tao thấy chồng mày uống rồi, tao mới uống nghe. Ông tưởng là tôi không dám khử chồng tôi luôn hả? Chồng. Chồng. Mình gọi anh. Chồng tôi cũng là vật thế thân thôi, đang chạy xúc quần ở nhà. Chồng mày mà mày cũng hại được hả? Trời ơi, tôi ghê quá à. Má tôi còn hại được nó tới chồng. Trời. Cô gái vàng trong làng bất hiếu là mày đó. Chỉ gì mày? Mày chỉ gì? Bà tán là một cái, bây giờ mày chỉ gì mày? Mày cũng vậy nữa. Mày bỏ thuốc sổ vô thuốc bộ của má. Mày tưởng chị mày không biết hả mày? Phải mấy cái chai đen đen trong tủ lạnh không má? Đúng vậy.
xong rồi chỉ cho chai thuốc bổ cái về uống liền vậy đó. Chai thuốc sổ Yên Giang. Tôi nghi lắm mà. Nghi mà còn uống là gọi là ngu. Hiểu chưa? Hai đứa bà... Nè, chúc hai đứa đi thành công nha. Mày chỉ gì? Mình ơi, đâu mở cửa trong hôm chút hết rồi. Mình ơi, Mình, anh nghe rồi. Sao vậy? Thấy ghê vậy? Chịu không nổi Mình ơi. Sao vậy? Vừa thuốc của anh hai mà vừa thuốc của mình nữa. Anh sống trong toilet không? Cảm ơn anh đã làm chuột bạch cho em. Hả? Xôi nè. Không, anh ăn không được đâu. Anh đâu có được ăn. Chứ ai ăn? Má ăn. Dạ. Còn hai ngày nữa là cưng má rồi. Ép cho má ăn hết cái đống xôi này cho em. Đặc biệt không cho đi ngoài. Nhưng mà cho anh đi nữa nha. Chị không nói. Ráng đi má, ráng ăn hết đi. Dù gì cũng ăn hai ngày nay rồi, còn có miếng à, ráng đi má. Từ hôm qua tới giờ má ăn ở chỗ xô này, nó không cho má đi. Khó chịu quá hả con? Dù gì vợ con cũng có hiếu với má, nó muốn lo cho má khỏe mà. Vậy hơn nửa ngày mai má cũng xa con rồi, ráng đi má. Sao vậy má? Con cho má đi một chút nữa. Không được, má mà đi là con ra khỏi nhà luôn. Ráng đi má. Má ăn mà con muốn khóc luôn. Ê, sao con lại ở đây? Dạ con ngủ. Ngủ sao con lên phòng ngủ con? Dạ vợ con biểu là con canh toilet. Con ơi, cho má xin đi chút ha. Không được đâu má. Mai cân rồi, má ráng đi má nha. Nhiêu ký, nhiêu ký à? Bốn. Gì? Ủa sao thấy nhiều khi cái cân nãy em có chỉnh đàng hoàng chưa? Ủa 49kg mà em. Ủa sao kỳ vậy? Bỏ cái tay ra, lén 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 chỉnh cái cân nữa. Chỉnh cái gì mà chỉnh, anh xong thích cười quá. Ủa sao kỳ vậy? Sao đó cũng y chang vậy vậy ta? Hương, mày bớt chữa má đi ông Hương. Mày đè triểu má xuống luôn rồi kìa. Có đâu, nó đè gì đâu. Đè nào. Rồi cái ngón tay mày ăn gian được nhiêu ra mày làm dữ vậy? Thèo cái áo cho má gì anh sao anh giữ. Bỏ nó đi. Nãy 44kg là giác mà chưa nói nữa. Chốt 44kg. Sau một tháng chị ba nuôi má hơn anh hai 2,5kg. Thương à. Chốt lại. Bây giờ đánh tôi. Nuôi má. Dẫu gì má cũng còn nhiều hơn. Bà chở che và chăm lo dạy dỗ đôi cánh ấy mãi theo con suốt cuộc đời. Tình yêu ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần để cho con được vút bay lên trời cao. Bay đi mãi suốt cả tuổi thơ, bay đi mãi với những giấc mơ, để chạm đến những ước mơ ngọt ngào.
Đây á là phần ăn kèo của má. Chồng mày mà mày cũng hại được hả? Trời ơi, ghê quá à. Má tôi còn hại, đừng nói tới chồng. Trời, cô gái vàng trong làng bất hiếu là mày đó. Còn hai ngày nữa là cưng má rồi. Ép cho má ăn hết cái đống xôi này cho em. Đặc biệt không cho đi ngoài. Con ơi, cho má xin đi một chút nữa. Không được đâu má. Mai cân rồi, má ráng đi má nha. Chốt 44kg. Sau một tháng chị ba nuôi má hơn anh hai 2,5kg. Thương à. Chốt lại, bây giờ đến tôi. Tôi má. Chốt gì? Má cũng con nhiều hơn. Má. Ăn cơm. Ăn cơm nha má. Ủa, vợ con đâu? Vợ con đi cắt lúa mướn thêm rồi, chiều mới về. Má ăn đi má. Thôi mà, chờ nó về cũng ăn thể. Trời ơi, đến chiều tối biết chừng nào mới về. Má lo cho má trước đi, má cứ ăn đi. Đây, đũa này má. Má. Ý, có nhiều con gấp cho má hết. Rồi con ăn cái gì? Còn rau với nước tương nè. Má ăn đi. Trời ơi, sao mà vợ chồng con sống khổ quá vậy nè. Con xin lỗi má. Con cảm thấy xấu hổ quá. Con hứa với anh chị đem má về đây không lo được cho má. Theo cái đà này làm sao cuối tháng mà má lên cân được. Má, hãy hết tháng này má về ở lại với anh hai hoặc chị ba đi, để anh chị lo cho má được đầy đủ hơn. Tụi bay sao mà trẻ con quá hả? Con cái thế nào má cũng thương bằng nhau hết trơn. Hai vợ chồng bay khổ á, thì má còn thương nhiều hơn. Con biết. Mà má thương tụi con thì má phải nhớ uống thuốc bổ đều mỗi ngày nha. Con không có cần má lên ký, chỉ cần má khỏe là tụi con vui rồi nha má. Sáng giờ má chưa có uống thuốc phải không? Ê, má quên con. Để đó, má ăn xong đi, còn vô con lấy thuốc cho má uống. Thuốc bổ đó má. Má uống đi. Dạ, cảm ơn con. Đi ra đây làm gì vậy? Ra tiếp với con nè, có gì kìa. Trời ơi. Ôi, má đi vô nghỉ ngơi đi. Nghỉ cái gì? Ta ra tiếp với bay mà nghỉ. Ôi, gì má? Cái gì? Ôi. Tắm cho. Má tắm cái gì? Heo. Chấp mày đi. Má. Má. Gì? Con hát cho má nghe nha. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi khói đốt đồng để ngắm nguôi, chim nhớ lá rừng. Đôi mắt cậu buồn hiu, phiêu lưu, rong chơi kỷ niệm từng ngày.
ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Con. Dạ. Mẹ là mẹ của con chứ chị em gì ở đây, cái thằng này. Xin lỗi, vậy đó con đi gọi đầu. Ok. Má. Út. Uống thuốc đi má. Đúng rồi. Ráng uống hết đi má. Rồi. Hết rồi. Con. Dạ. Má nhớ đem mờ quá. Con cho má gọi điện thoại. Để má gọi anh chút. Gọi bé bơ ha. Ừ. Bơ nào má. Con ơi. Dạ. Má báo là hết tiền, không có gọi cuộc gọi được. Hết tiền rồi con. Dì Út. Sao vậy con? Sao vậy con? Hả? Gì vậy? Con giận con quá. Sao? 20 ngàn để mua cái càng cho má gọi bé bơ mà con cũng không có. Con ơi, thôi, không có sao đâu con. Không sao đâu. Hay là mình đi qua nó này. Nha. Thôi. Má ngồi đi. Má ở đây đi. Để con thu xếp về bên nhà. Con kia bé bợ nó qua đây nó thăm má. Ừ. Thôi, hay là má đi với con nhỉ? Con chở má đi bờ bệnh ha. Thăm bé bơ. Được mà. Thôi, đâu có được. Anh hai với chị ba mà qua đây không có thấy má, rồi lại trách con nó, con không có chăm sóc má cẩn thận. Con thương má lắm. Con không còn. Anh ơi, em về rồi nè. Mình. Má. Anh, em có mua sách giải mới cho má nè. Má. Má cái áo mới nha má. Trời đất ơi, Út ơi là Út. Đã không có tiền rồi còn mua giải với áo làm gì nữa. Vợ chồng con có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng không để cho má thiếu thốn. Sao vậy? Con xỉn hả? Lên con xỉn. Anh sao vậy anh? Em chạy ra mua thuốc cho anh nha. Ừ, ừ, đi con. Nhà còn tiền đâu nữa mà mua thuốc. Trời ơi. Anh ơi, để em qua nhà dì Tám em mượn tiền mua thuốc cho anh nha. Đi con, mau đi con. Mượn cái gì mà mượn hoài. Mình mượn dì Tám nhiều tiền lắm rồi. Để mua thuốc cho má. Đừng có làm phiền người ta nữa. Không được rồi, anh không ổn rồi. Em đi đây. Út ơi, út ơi. Ráng con, ráng ráng. Ráng qua đây chợ, ráng chợ đi con. Út ơi, má thương con lắm. Má hứa má sẽ cố gắng tăng cân để sống đời, chăm sóc cái con. Má. Bơ ơi, bơ. Bơ ơi. Anh Út. Má có về không anh? Má đâu rồi? Cái gì vậy, đi đâu? Má không có về. Má kêu anh qua đây gặp bơ, nói cho bơ biết là má đã bán cái nhà này rồi. Bây giờ đó em vô em thu xếp đi rồi dọn ra liền ngay bây giờ. Ngay bây giờ hả anh? Ừ. Bây giờ em đâu có biết đi đâu đâu. Cái gì vậy bơ? Em nhiêu tuổi rồi mà giờ em nói lại giờ đi đâu? Ở ngoài kia biết bao nhiêu là chỗ ở trọ, kiếm một cái chỗ mình dọn vô là được rồi.
đưa chìa khóa nhà đây. Tôi để cho đệ tử tôi nghe. Dạy à? Cái gì? Má đâu? Mày làm cái gì mà má lớn tuổi mày cho má nhảy với bà điên vậy? Điên gì? Ông bà có tiền, ông bà cho má ăn uống. Tôi không có tiền thì tôi cho má hưởng thụ bằng tinh thần, được không? Mày nói chuyện với ai mặt mày kênh? Bà nghĩ tôi đang nói chuyện với ai? Mất dạy à. Bây giờ nhà này không biết ai lớn nhỏ hả mày? Ủa, má có phải chạy nữa không con? Má mệt quá rồi. Được rồi má. Tại sao con bắt má làm như vậy? Con muốn cho chị ba biết là má ở đây với con, má rất là vui vẻ hạnh phúc. Đi, vô uống thuốc má. Má, má dậy uống thuốc bổ đi rồi đi ngủ. Uống đi má. Giờ này khóc cái gì vậy? Má đâu rồi, mời má ra đi. Tháng rồi đó. Đây, cân nè, rồi sổ sách này kia đầy đủ hết trơn trọi rồi. Kêu má ra cân nè. Cái gì vậy? Cái gì mà đến nhà tôi làm anh chị quan lên cả xóm làng người ta nghe được hết vậy? Mất dạy dễ sợ không? Có mình nó quan chứ ai quan. Kêu qua đi. Ở trong đây á, hiện giờ tao đang là người thắng. Cái thứ nghèo như mày á, tiền đâu mà nuôi má lên được ký lô nào? Thôi mày nín đi. Tao đang tính mang má về nuôi lại từ đầu đây nè. Tán một cái bây giờ à. Nè nha. Ảnh lạnh hai của bà đó. Bà mới mất dạy á. Tao tán mày được nha. Nghĩ sao vậy? Hợp đồng ghi rõ ràng rồi. Nó đem má về cưng. Không có nói nhiều. Thỉnh má ra đây. Hai đứa con mới tới đó hả? Má đâu? Má ra rồi đó. Mày khùng hả? Ê, nó là con chị ba mày. Mày nói hơi nó thành má tao luôn là sao vậy? Trời ơi, ông nghĩ cái gì vậy? Má đây nè. Bà nào vậy? Trời đất ơi, ai đây? Ai vậy? Nè nè, cái bà này là ai vậy? Ai hả? Ai vậy? Bà ai vậy? Anh chị riết là bị khùng rồi. Bị lú mắt, ham tiền quá rồi, không có nhìn ra được cái gì nữa. Má chứ là ai nữa mà cứ hỏi. Mày làm như tụi tao là con nít vậy, mày nghĩ sao mày kêu bà này là má mình? Hai, con không nhận ra má hả hai? Thôi nghe, tôi với bà không có quen biết gì nhau trơn trọi nha. Đừng đâu tự nhiên nhào vô đây, kêu tôi là con rồi gọi má. Trời ơi, không lẽ giờ má mập, rồi con nhận má không có ra nữa hả? Bà với má của tôi là không có tìm được một cái nét nào nó giống nhau hết trơn trọi đó. Thôi, để má nhắc cho con nhớ. Ngày sanh của con là ngày 22 tháng 8, lúc 18 giờ, năm 1972, tại xã Mỹ Phú Hòa, Cái Bè. Đúng không con? Cái này là mày đúng không? Mày mướn người chỗ đây, xong mày cho bà học thuộc lòng, rồi bây giờ bà trả bài cho tao nghe đúng chưa? Đúng rồi. Cái này lớp 1, lớp 2 là mình có học cái môn thuộc lòng rồi. Trời, con ba, nghe con, cái vết bớt của má ở bên tay mặt này con không nhớ sao ba? Phải không ta? Anh chị không tin thì đem má đi thử máu đi. Thôi, thử máu cái gì không biết nữa. Thằng hai má nhắc, bên mông trái của con có cái nút ruồi son.
còn con ba, bên mông phải con cũng có một cái nút ruồi son. Trời ơi, chồng tôi còn không biết tôi có nút ruồi son á. Xưa giờ tao giấu lắm, chỉ có một mình má mới biết thôi. Không lẽ má, má... thiệt là má sao má? Má nè con, con xin lỗi má. Bởi vì nhìn má biến dạng quá, con dòm không có ra. Không biết thằng Út nó nuôi má làm sao mà bây giờ má nở giống như cái bánh bông lan vậy đó. Má thông cảm cho con nghe má. Bởi vì hồi trước á, má có một nhúm mà, mà bây giờ má nở ra tới một thao lận. Làm má sao ơi, con nhìn ra má con được? Con lại má nha má. Hồi nãy giờ á, con tưởng thằng quỷ Út á, nó mướn người lường gạt. Con không biết má là má. Mà không biết thằng Út nó nuôi má làm sao mà má mập dữ vậy má? Thì thằng Út nó cho má uống thuốc bổ xương nè con. Thuốc bổ xương hả? Uống cái này má mập vậy đó hả? Biết vậy lúc trước tao cho má uống cái này là ngon luôn rồi. Thuốc voi hay sao gì mà mập dữ vậy? Thưa má, thưa anh chị. Mình, đâu vậy? Em ra em hỏi anh là hôm nay em mua thuốc tăng trưởng cho heo mà em chưa cho uống. Mà nó mất tiêu hết, anh có cất đâu không? Em, đi vô trong đi. Người lớn đang nói chuyện mà. Đi, vô trong. Dạ. Đi vô đi, đi vô đi. Ủa, nhà anh hai nuôi heo nữa hả? Sao xài thuốc tăng trưởng? Nhà tôi nuôi heo nào? Thuốc tăng trọng gì? Bậy bạ. Cái thuốc này là thuốc bổ của má uống đó. Cái này là thuốc tăng trưởng của heo nè. Ai lột cái nhãn nó mất tiêu cái thuốc tăng trưởng em mua hoài em biết bộ. Trời đất ơi. Ê ba, mày cầm coi. Trời ơi, hai cái bịch y chang nhau nè. Chỉ có cái là bên đây có cái nhãn, bên đây không có thôi. Thử thử coi. Cái mùi y chang luôn. Đúng rồi mày ơi. Trời đất ơi, tao vừa mới liếm một miếng thôi mà tao cảm giác mỡ nó tràn ra ngoài luôn. Cái này thuốc tăng trọng cho heo nè. Út, mày làm cái gì vậy Út? Mày cho má uống thuốc của heo hả Út? Uống thuốc đi má. Đang uống hết đi má. Uống đi má. Út. Đây nè con ơi, đây nè. Rồi, có cơm rồi tụi con. Má ơi, ăn nước mắm rồi, con thấy ngán quá. Gán đi con ha. Mà con khô nữa má. Má chan nước cho con nè. Ăn đi, ngoan. Con muốn thờ tăng cá má ơi. Ăn đi. Rồi, rồi má lo. Út con sao vậy? Con mệt quá má ơi. Cân má là để chia gia tài. Thôi thì má sẽ chia đều cho bốn đứa bốn phần. Gì vậy má? Tụi con chỉ có ba anh em thôi má. Còn Bơ, nó chỉ là con nuôi thôi nghe má. Đúng rồi má. Nó đâu có máu mủ ruột rà gì với mình. Dạ. Thưa anh chị, em không có dám nhận phần tài sản nào từ má hết. Chỉ cần má sống đời với em thôi thì đó là phần tài sản lớn nhất rồi. Đó,
Các con nghe chưa? Con bé Bơ nó chỉ là con nuôi thôi, mà nó còn nói được như vậy. Còn các con thì sao? Những lúc má cần các con thì các con đang ở đâu? Má chỉ biết dựa vào con Bơ, là con nuôi của má. Thằng Hai, bé Ba, các con còn nhớ ngày xưa nhà mình còn khổ thiếu ăn như thế nào không? Cơm đi mẹ. Đây, cơm đây. Ủa, sao tóc má kỹ vậy? Tại nóng, má cắt về cho nó mát. Đẹp mà chị. Ừ, ăn đi con. Nhưng mà con thấy đây, có ai cắt tóc giống má đâu, xấu lắm. Đúng rồi má. Rồi nó sẽ dài ra mà. Tụi con ăn đi, hôm nay cơm ngon nè. Ăn đi. Cơm ơn má. Ừ, giỏi. Trứng nè con, ăn đi con. Út, ăn thịt nè con. Ngày con bước đến cuộc đời, con mỉm cười thật xinh tươi. Nụ cười con sao giống thiên thần, thật hạnh phúc nước mắt mẹ rơi. À ơi, ôi à ôi à, ơi à à à ơi. Ngày con cất tiếng đâu đây, nỗi như lời thật buồn. Lần đó chỉ về má phải bán tóc để mà lo bữa cơm ngon cho các con. Còn bây giờ các con lo bữa cơm cho má là để chia tài sản. Tình thương ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần, để cho con luôn được sống trong bình yên. Con còn nhớ cái hồi con lên cơn xỉn, má cứu con như thế nào không? Ủa, con bị gì vậy? Em bị gì vậy con ơi? Con ơi con, bố con tôi dậy. Má đâu, con đâu tôi dậy. Má đâu? Con dậy ông ơi, ngủ lên con. Ông ơi con lên. Má ai không? Má ai không? Má ai bên kia không? Trời ơi, bố con tôi dậy rồi. Ông ơi, ráng lên con. Ráng lên con, ông ơi. Của má tuyết máu, má chỉ biết ôm con mà chạy thôi. Ngày xưa má cũng từng cân các con, đứa nào lên ký má lấy sổ ghi lại. Nhìn thương xa, mà má coi đó là niềm hạnh phúc. Bao nhiêu ký nè Út ơi, con được nhiêu ký nè Út? 18 ký Út ơi. Út ơi, con được 18 ký. Rồi đi xuống, quá trời giỏi luôn rồi.
Rồi, rồi nha, Út được 18kg nè. Bé ba chuẩn bị nha. Rồi, bé ba lên đây. Em lên. Quá trời giỏi rồi. Rồi nha, ngồi im nè. Im, ngồi im, ngồi im coi mắt cưng nha. Ủa, chị ba bằng Út luôn, có 18kg à. Trời ơi, tôi nuôi từng bữa giờ. Rồi, leo xuống nha. Ôi quá. Rồi đây, đó coi. À, bé ba 18 để cho con được phút bay lên trời cao. Bay đi mãi suốt cả tuổi thơ, bay đi mãi với những giấc mơ. Còn bây giờ con cũng lấy sổ ghi số ký của má, nhưng mà để quy ra tài sản. Đôi cánh ấy sẽ mãi theo cùng năm tháng. Ai à, ai à, ai à, ai à. Con chỉ muốn được sau này nhờ bán đất mà chia cho các con yên bề gia thất. Vậy mà má ơi, con bất hiếu quá. Má ơi, con sai quá rồi má. Con xin lỗi má. Con xin lỗi má. Con không phải là con người. Con là súc vật. Đôi cánh ấy sẽ mãi theo cùng năm tháng. Má không có giận các con đâu. Nếu có kiếp sau á, thì má vẫn muốn là má của các con. Được hát lên, con thương ba mẹ. Con chỉ muốn được hát lên, con thương ba mẹ. Chở che và chăm lo dạy dỗ, đôi cánh ấy mãi theo con suốt cuộc đời. Tình yêu ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần, để cho con được vút bay lên trời cao. Bay đi mãi suốt cả tuổi thơ, bay đi mãi với những giấc mơ, để chạm đến những ước mơ.